Chào anh em nha, hôm nay lên cho anh em về dòng máy rửa xe sử dụng pin để từ nhà đại tông. Con này là thế hệ mới nha anh em, sử dụng được chân pin phổ thông và động cơ của nó là không trở than. Công suất của nó đạt tới là 180W. Thì với con này thì nó sẽ đáp ứng cho anh em mình cái nhu cầu cũng như là sử dụng gia đình. Thì với cái dòng máy rửa xe sử dụng pin này thì anh em mình có thể sử dụng mọi nơi mọi lúc nha. Và thiết kế của nó thì nhỏ gọn, dễ dàng cho anh em mình mang theo, sẽ có một cái vali và bên trong đầy đủ phụ kiện cho anh em mình luôn, chưa bao gồm pin nha anh em. Cái này thì anh em mình có thể là sử dụng xịt cây cảnh, hoặc là có những anh em đem đi xịt thuốc sâu nữa. Thì nếu mà anh em dùng cái những cái hóa chất đó thì anh em mình nên là rửa lại bằng nước trắng bình thường nha. Đó, bây giờ em sẽ test máy thử cho anh em mình xem luôn. Cái con này nó sẽ có một cái đầu vét xay 0 độ và nước thẳng 15 độ, 25 độ, 45 độ, đáp ứng nhiều cái nhu cầu cho anh em mình. Rồi, giỏ hàng em sẽ ghi bên tay trái nha. Anh em nào chốt máy thì nhấn vào giỏ hàng bên tay trái mua nha anh em. Cảm ơn anh em nha.